đúng 3 tháng tới, bốn con giáp gặp được ý trời, đường đời vang danh, giàu sang phú quý, vạn điều viên mãn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, ngạn ngữ có câu, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Ngay cả vàng thì cũng không thể là thuần khiết 100%, thì con người cũng không ai là hoàn hảo cả. Cuộc sống ở đời thì dù bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Có kẻ yêu mến thì cũng có kẻ ghét, có lời khen ngợi thì tất nhiên là cũng không tránh khỏi những cái lời chê bai. Vì vậy, sống ở trên đời làm sao mà tránh khỏi những cái buồn phiền. Vậy nên mới đây, các bậc thầy tử vi tiên tri, các nhà chiêm tinh học cũng như là các thầy phong thủy đã chỉ ra bốn con giáp may mắn trong 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch làm đâu thì tháng đó bất ngờ cuộc sống liên tiếp được thần tài gõ cửa không chỉ vậy bốn con giáp này còn gì đón nhận cái vận khí dồi dào dễ đạt được những cái thành công như mong đợi tiền bạc chất đầy nhà à, giàu sang phú quý viên mãn tài lộc nhiều vô kể vậy thì cái vận trình của bốn con giáp này trong 3 tháng tới sẽ diễn ra như thế nào ngay sau đây là cái phần luận giải chi tiết của tử thông xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, vị trí số 1 may mắn không ai khác trong 3 tháng tới đó chính là những người tuổi Mùi. À, xin được chúc mừng những người tuổi Mùi đại lộc phú quý, phát tài giàu sang cuộc sống giàu sang phú quý trong 3 tháng tới tháng 7, tháng 8, tháng 9. À, theo thứ tự trong số 12 con giáp thì những người tuổi Mùi là xếp vị trí thứ 8 sau tuổi Ngọ và trước tuổi Thân. Những người tuổi Mùi thường mang lại cho người khác cái cảm giác nhẹ nhàng, tình cảm với cái cách ứng xử khéo léo và tinh tế nên được khá nhiều người yêu thích. Ngoài ra, những người tuổi mùi cũng có cái sự lạc quan, vui vẻ trong cái cuộc sống cho nên dễ mang lại rất nhiều cái năng lượng tích cực dành cho mọi người. À, theo tử vi 3 tháng tới, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì những người tuổi mùi sẽ đón nhận cái tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về, tiêu hoài cũng không hết. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cái may mắn, tài vận thì hanh thông và đạt được nhiều cái sự cát lợi. Đặc biệt những người tuổi mùi có nhiều cái cơ hội phát huy hết cái thế mạnh của mình nên cái vận trình thì ngày càng đi lên. Nhờ cái bản lĩnh cao, chịu chơi nên là tiền bạc cũng cứ thẳng tiến không ngừng và trong túi không lúc nào là không thiếu tiền bạc cả. À, nói chung ấy cái thời điểm này những người tuổi mùi sẽ gặp được cái quý nhân, à, được hướng dẫn tận tình chú đáo. Nhờ vậy mà mở ra nhiều cái triển vọng gặt hái được nhiều cái thành công rực rỡ hơn. Những người tuổi mùi cũng được gì đồng loạt các các tinh nó soi chiếu nó trợ lực, ví như gặp đúng được cái thiên thời, địa lợi nhân hòa là cái nền tảng tốt cho cái sự phát triển. À, nói chung ấy, trong thời gian này quý vị cũng được thỏa chí tang bồng, cụ thể là vừa được cục diện tương sinh lại vừa được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Các các tinh nó cũng hầu hết nó soi đường nó chỉ lối. Vậy nên là đương số cứ thế mà làm ăn được thuận lợi mưu sự lớn nhỏ gì đều cũng dễ thành chứ không còn cái cảm giác là à, chắc trở khó khăn như cái thời gian trước đó nữa. Với những người làm công ăn lương thì công việc xuân sẻ cũng được tập thể ghi nhận cái công lao. Vậy nên trong 3 tháng tới cũng sẽ có những cái tín hiệu được thăng chức tăng lương đáng kể. À nếu mà có ý định thay đổi công việc, à, bản mệnh đừng có ngại ngần mà thử sức cái sự dịch chuyển này không hẳn là cái việc việc cũ mà quý vị có thể là gì ờ, có những cái công việc mới phát triển hơn và trong 3 tháng tới cũng là cái thời gian thích hợp cho những ai mà có ý định khởi nghiệp với những người làm ăn kinh doanh thì cũng sẽ đạt được tài lộc tài lộc viên mãn mọi việc nó diễn ra được tích cực ngoài mong đợi của những người tuổi à, tuổi mùi ấy, trong thời gian này vậy nên đương số cũng được quý nhân phù trợ có thể là các bạn sẽ gặp lại được người 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 bạn cũ mở ra nhiều cái cơ hội hùn hạp vốn làm ăn vì thế mà tài lộc sẽ được rực rỡ hơn đó lại thêm được cái cắt thần nó trợ mệnh nữa vì thế mà cái vận trình tài lộc của những người tới mùi đặc biệt trong 3 tháng tới sẽ có được cái sự phát triển đáng kể cái nguồn thu nhập chính thì tăng lên không ngừng tạo cái điều kiện tốt cho cái việc đầu tư được mở rộng đấy kinh doanh buôn bán thì tăng thêm cái nguồn thu chính nguồn thu phụ cũng sẽ được thuận lợi đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho các bạn cân nhắc à, tới cái vấn đề là đa dạng hóa các hạng mục đầu tư à, có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mới như là bất động sản thị trường chứng khoán có điều các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý cái vận trình có những cái khúc quanh co có thời điểm vận khí nó xấu nó tác động thì cũng không thích hợp cho cái việc là đầu tư lướt sóng ngắn hạn bởi cái rủi ro nó rất là cao phù hợp nhất với các bạn trong thời gian này là tập trung vào cái hạng mục đầu tư chung và dài hạn quý vị nhé à, Tuy nhiên quý vị cũng đừng quá tham lam Đấy. Thì quý vị cũng sẽ có tiền chảy vào túi đều đặn hơn Và không phải tốn bao nhiêu công sức cả Phần lớn do là cái chi tiêu cuộc sống hàng ngày Thì quý vị cũng có thể thoải mái hơn Đủ cái nhút nhu cầu mua sắm cá nhân Phần khác có thể là gì quý vị có thể tăng cường đầu tư để sinh thêm cái lợi nhuận cho mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái tình duyên của những người tuổi mùi ấy, cũng khá là tốt, à, lại có thêm được cái cắt tinh nó chiếu mệnh, vậy nên nó cũng sẽ tăng thêm nhiều cái cơ hội để cho gặp gỡ được quý nhân. À, những người độc thân thì dễ dàng tìm được những người ưng ý, còn cái tình cảm gia đình ấy, thì cũng sẽ hài hòa ít gặp cái xung đột. Nếu mà có thì cũng dễ giải quyết một cách là thỏa đáng trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong 3 tháng tới đây ấy, thì cái vận thế của những người tuổi mùi ấy, lại có thêm nhiều cái cắt tinh nó hỗ trợ, vậy nên sức khỏe của những người tuổi mùi cũng khá là tốt hầu như không gặp phải cái vấn đề nào nghiêm trọng cả có đau ốm thì cũng mau lành do gặp đúng thầy đúng thuốc có điều các bạn cần phải lưu ý là dưới tác động của một vài cái hung tinh ấy nó cũng sẽ dễ khiến cho cái bệnh cũ tái phát và có thể sẽ gì khiến cho những người tuổi à, tuổi mùi ấy, gặp khó khăn trong cái công chuyện là chữa trị sức khỏe vì vậy trong thời gian này làm gì thì chăng nữa thì các bạn cũng nên là chú ý giữ gìn sức khỏe cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý để cho gì sức khỏe nó không bị hao hụt quý vị nhé và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi mùi và hóa giải những cái hung tinh giúp cho vận trình của các bạn được tươi sáng hơn thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn đầu tiên à, thưa quý vị vị trí may mắn số 2 trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 tháng 9 xin được chúc mừng tất cả những người tuổi những người tuổi hợi họ là những con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 tháng 9 à, trong 12 con giáp thì chúng ta biết ấy, tuổi hợi nằm cuối cùng đây cũng là cái tuổi được xem là sung sướng cả đời ấm no hạnh phúc. Những người tuổi này cũng thường có tính cách hiền lành, dễ nuôi, có lẽ vì thế mà cuộc sống của họ cũng gặp khá nhiều cái thuận lợi và xuân sẻ. Những người tuổi hợi là những người mà thật thà, ngay thẳng và rất là tốt bụng. Họ dễ xúc động với những cái khó khăn, bất hạnh của những người khác. Bởi vậy, tuổi hợi hay tham gia vào những cái hoạt động từ thiện để làm những nhiều việc có ích cho xã hội. Những người tuổi hợi là những người mà rất là thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai Dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa Thì họ cũng luôn gì à, sẵn lòng mà tha thứ Và đặc biệt trong 3 tháng tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch tới đây ấy, Thì dự báo sự nghiệp của những người tuổi hợi sẽ đạt được những cái bước tiến nhanh chóng trong 3 tháng tới đây Một phần là nhờ cái sự ảnh hưởng tích cực của cái cắt tinh nó chiếu mệnh Nhưng một phần nữa là do gì cái sự quyết tâm và cái sự chăm chỉ của những người tuổi hợi tạo nên và đặc biệt trong 3 tháng tới thì bản mệnh sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa rộng rãi và cực kỳ là tốt đẹp. À, con giáp này đối xử với mọi người một cách là chân thành, cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự yêu mến giúp đỡ của mọi người. Thậm chí những khó khăn, những cái khúc mắc từ trước đó cũng sẽ không còn quá đáng sợ như trước nữa. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi hợi học thêm những cái bản lĩnh mới trong cái lĩnh vực mà mình đã muốn tham gia ở những cái nội dung công việc mới thì có thể quá trình à, khởi đầu các bạn sẽ gặp một vài cái khó khăn một vài khúc mắc xong chỉ cần các bạn bình tĩnh đối diện các bạn sẽ làm quen và à, bắt đầu vào cái cuồng quay của cuộc sống à, sẽ vô cùng là nhanh chóng thu được cái lợi nhuận ở à, trong thời gian này công việc cũng hanh thông thuận lợi à, nói chung ý, với những người làm lãnh đạo các bạn sẽ tin tưởng vào những cái quyết định và cái quan điểm của mình, quan, tin tưởng vào cái định hướng mà bản thân à, đã đề ra. Từ đó cũng sẽ rất dẫn dắt tập thể làm theo ý mình. cái sự quyết đoán của bản mệnh cũng sẽ giúp tập thể có những cái bước phát triển thuận lợi. thậm chí là những cái người dẫn đầu trong một cái xu hướng nào đó. tất nhiên trong thời gian này thì không chỉ là toàn là những cái điều thuận lợi may mắn, vẫn còn một vài cái hung tinh nó rình rập, nó khiến cho các bạn cảm thấy là À, đôi khi ấy, bị gì bị bó hẹp bị đố kỵ với những cái thành công của những người tuổi Hợi đạt được trong thời gian này à, tìm cách là gì hạ thấp cái uy tín cũng như là gì phá hoại cái công việc của các bạn điều mà con giáp này cần làm ấy, là bình tĩnh ứng phó không nên để cho cảm xúc tiêu cực nó kiểm soát cái vận trình của mình bên cạnh đó nói chung ấy, cái vận trình tài lộc của những người tuổi tuổi Hợi trong 3 tháng tới tháng 7, tháng 8, âm lịch tới đây ấy, thì cũng nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ mà quý vị có nhiều cái cơ hội cải thiện bản thân từ đó thu lại những cái kết quả xứng đáng với những công sức của mình đã để ra với những người làm công ăn lương thì những cái thành tích liên tiếp trong cái công việc sự nghiệp cũng sẽ giúp cho các bạn luôn nhận được những cái khoản lương thưởng cực kỳ là hậu hĩnh thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức tăng lương giúp cho cái nguồn tiền của các bạn ngày càng được trở nên vững vàng hơn. À, những người làm kinh doanh cũng giữ được chữ tín, nên là cũng sẽ được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. À, con giáp này nên chú ý tìm hiểu cái biến động của thị trường và nắm chắc cái thời cơ mở rộng cái mạng lưới quy mô kinh doanh của mình. À, có thể thấy rằng để có thể kiếm được một cái khoản tiền khá khá thì bản mệnh cũng sẽ phải khá là vất vả xong vì các bạn luôn có động lực nên là mọi khó khăn, mọi trở ngại thì quý vị cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Trong thời gian này với những người làm lãnh đạo ấy, thì các bạn có thể là người dẫn đều cái trào lưu nào đó nên là tiền trong túi thì cũng không hề thiếu. Tuy nhiên, mặc dù là ăn thuận lợi thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải luôn chú ý đến cái tác động xấu của cái một vài cái hung tinh nó gây ra. Vì vậy, khi mà cái kết hợp đồng, ký kết giấy tờ làm ăn ấy, thì các bạn cũng cần phải kiểm tra thật kỹ các thông tin các điều khoản để tránh về sau à, nó xảy ra những cái sự cố ngoài ý muốn. À bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng cần phải chú ý giữ gìn cái sức khỏe của bản thân, không nên lao động quá sức đó, kéo mà lại gặp những cái điều không may mắn. Bên cạnh đó, trong thời gian này các bạn có nhiều cái cơ hội đón nhận hạnh phúc. Vì vậy, những người tuổi Hợi hãy mở cửa trái tim để đón nhận những cái điều may mắn đến với mình. À, nói chung ấy những người tuổi Hợi là những người thấu hiểu và biết cảm thông cho nhau nên là hai người sẽ có một cái cuộc sống vô cùng là hòa thuận hạnh phúc đặc biệt trong 3 tháng tới đây ý, nếu mà có thời gian rảnh thì đôi bên cũng nên là gì tạo ra những cái không gian riêng tạo ra những khoảnh khắc riêng để mà gắn kết đúng không ạ đó chính là cái chất keo gắn kết cái mối quan hệ giữa hai người trên cái bậc thềm sức khỏe và hạnh phúc những người tuổi Hợi trong 3 tháng tới đây ý, thì cũng sẽ thu được những cái thành tích đáng kể vì thế dù ở lối lứa tuổi nào dù bất cứ đâu thì các bạn cũng là những con giáp cực kỳ may mắn dễ thu lại được những cái tài lộc như ý phú quý giàu sang một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi Hợi con giáp may mắn thứ hai và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì các bạn hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão mùi để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi những người tuổi hợi nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi mão. À, thưa quý vị, xin được chúc mừng những người tuổi mão là con giáp may mắn thứ ba à, trong 3 tháng tới, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tài lộc rơi trúng đầu và tiền vàng nhét chật két. À, những người tuổi mão thì quý vị biết là con giáp đứng thứ tư trong 12 con giáp. Những người tuổi mão luôn được đánh giá là những người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh đời. Nhìn xa trông rộng, những người tuổi mão đối xử với mọi người nói chung là bằng cái sự nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà họ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, họ là những người tài trí thông minh, giàu cái trí tưởng tượng và cực kỳ nhạy bén nên là họ sẽ luôn thành công trong các lĩnh vực cần cái sự tính toán chính xác hoặc là gì kinh doanh buôn bán làm ăn nói chung ấy à, những người tuổi mão là những người nhanh nhẹ tài trí và có khả năng tập trung cao độ trong công việc từ đó họ làm việc năng suất và à, có thể là gì năng, cái năng suất gấp nhiều lần so với những người khác dù trong bất kỳ cái tình huống nào bất kỳ cái lĩnh vực gì bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì những người tuổi mão đều có cái khả năng là à, điều khiển cái cảm xúc À, giữ cái thái độ bình tĩnh hòa hợp à, với những người với những người khác bên cạnh đó trong thời gian này thì đặc biệt là trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 âm lịch sắp tới đây thì nó sẽ mang đến cái vận may tích cực cho những người tuổi Mão Nói chung ấy, trong thời gian này những người tuổi Mão sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên nhờ những cái đóng góp tích cực của các bạn từ trước đến nay cho tập thể à bản mệnh cũng có thể được giao thêm những cái nhiệm vụ trọng đại cái vận trình tài chính của những người tuổi mão cũng khá là ổn định Bởi bản mệnh biết gì chi tiêu một cách có kế hoạch hơn Nếu cứ tiết kiệm được như vậy thì bản mệnh sẽ dành được cho mình một khoản thu kha khá, khá. À, Trong thời gian này quý vị hãy học hỏi và tìm hiểu cách đầu tư đúng lúc đúng chỗ Để cho các khoản tiền nó phát tài sinh lời nhiều hơn Bên cạnh đó trong thời gian này tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia cũng sẽ khá là hòa hợp hai người luôn gì bị thu hút bởi những cái ưu điểm của đối phương à, con giáp này cảm thấy là đó là những cái người mà yêu mến và thậm chí là còn là cái động lực để cho mình hoàn thiện bản thân cụ thể về cái vận trình trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 tháng 9 năm lịch tới đây thì nói chung ấy những người tuổi Mão làm công ăn lương thì cũng có nhiều cái à, biến động khá là lớn tích cực à, cái thời điểm vận khí nó đang lên À, các bạn cũng sẽ đón nhận được cái hỗ trợ từ các các thần nữa. Vì vậy mà cái cơ hội thăng quan tiến chức hay là khẳng định cái năng lực của bản thân ấy cũng được thể hiện rõ ràng. Đấy và đạt được những cái vị trí như mình mong muốn, lương thưởng nhìn chung đều tăng. Nói chung ấy, cái vấn đề tài lộc trong 3 tháng 7 8 9 của những người tuổi Mão à, thì cũng có nhiều cái biến động mạnh. Dù là tài sản có tăng tiến so với cái thời gian trước, nhưng mà à, nó cũng sẽ tiêu hao khá nhiều và các bạn cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý để cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn nói chung ấy ngay từ đầu thì những người làm công ăn lương trong thời gian này cũng sẽ duy trì được một cái nguồn thu nhập ổn định như cũ và không gặp phải cái khó khăn nào quá lớn à, nói chung ấy trong thời gian này thì đặc biệt là cái thu nhập đều đặn à, nên là quý vị cũng không đến mức là quá túng thiếu tiền bạc à, nói chung ấy bên cạnh đó thì một vài cái cutting nó cũng mang lại cái sự hòa hợp trong cuộc sống cũng như là trong công việc à, nam mạng và nữ mạng thì đều có cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cá nhân kết giao thêm được với nhiều người bạn mới à, tuy nhiên với những ai mà đã kết hôn lâu năm ấy, thì các bạn cũng nên chú ý cẩn thận với những người khác giới kẻo sinh ra cái đào hoa xấu mà nó gây ra cái khó khăn cái chắc trở trong cái vận trình tình duyên bên cạnh đó các bạn cũng cần phải chú ý về cái sức khỏe của bản thân à, tránh lao động một cách là quá mức hoặc là gì à, tránh quên ăn quên ngủ mà lại gì khiến cho sức khỏe nó bị suy giảm các bạn cũng nên luyện tập thể dục một thể thao một cách điều độ và à, có những cái bài tập cũng như là có cái kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý để thư giãn đầu óc khi các bạn mà làm việc trong tình trạng mệt mỏi thì vừa dễ dẫn đến sai lầm mà cái hiệu quả công việc nó cũng kém đi đấy vì vậy à, cần làm gì thì làm cũng cần phải có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý và làm việc một cách điều độ quý vị nhé và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái tài lộc may mắn trọn đời cho những người tuổi mão quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 tháng tới đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi dần là một trong con giáp cực kỳ may mắn, vậy nên xin được chúc mừng những người tuổi dần. Với cái vị trí số 4, các bạn sẽ kiếm tiền như vũ bão, vận đỏ như son, sắm vàng, sắm bạc trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 âm lịch tới đây. Nói chung ấy, quý vị biết những người tuổi dần là con giáp đứng thứ ba và những người tuổi dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực và dẫn đến là họ dễ gặt hái được những cái thành công vẻ vang hơn nữa. À, nói chung ấy, những người tuổi dần đặc biệt là à, gì biết biến những cái thử thách thành những cái cơ hội tạo nên cái sự đột phá trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung với người phương Đông thì coi hổ là cái vật hiện thân của quyền lực, của nhiệt tình và của sức mạnh. Những người những người tuổi dần ấy thì có cái tính cách cố chấp, Việc gì chưa làm xong thì không bao giờ chịu bỏ đi và làm cái việc khác. Vậy nên, trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 âm lịch tới đây ý, thì những người tuổi dần cũng được thần tài ban phát cho của cải, sự nghiệp của họ thì từng bước từng bước được thăng hoa, thịnh vượng, cuộc sống của những người tuổi dần thì ngày càng được cải thiện. À, những người làm kinh doanh buôn bán thì được dự báo là có lộc về đầu tư, quản lý tài chính thì cũng sẽ được thuận lợi hơn. À, những người làm công ăn lương thì cũng sẽ tự tin hơn trong công việc và À, sẽ hòa đồng hơn với cái đồng nghiệp cái sự nỗ lực và cái sự nghiêm túc trong cái công việc à, những người tuổi Dần cũng sẽ tăng thêm cái thu nhập vậy cuộc sống của họ thì ngày một tốt đẹp hơn cụ thể về vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dần trong 3 tháng tới tháng 7 tháng 8 tháng 9 âm lịch sắp tới đây thì cũng được cái cách cát thần nó phù trợ nó mang đến nhiều cái cơ hội để thể hiện cái năng lực của bản thân ở cái công việc hiện tại cũng như là à, những cái lĩnh vực mới à, sau khó khăn sau thử thách thì cái thành quả cuối cùng mà các bạn đạt được cũng sẽ khiến cho không ít những người phải ngưỡng mộ. Có điều trong thời gian này ấy, thì cũng không phải là cái thời điểm mà quý vị đạt ở cái sự đỉnh cao của cái sự danh vọng. À, nói chung ấy, các bạn cũng cần phải chú ý hơn đến một vài cái hung tinh nó có thể xuất hiện. À, công việc có cảm giác thuận lợi nhưng mà vì một vài cái hung tinh nó xuất hiện nó khiến cho cái tình duyên của các bạn đôi khi gặp một cái chuyện chắc trở một chút theo đó cái quan hệ với đồng nghiệp với đối tác nó phát sinh một vài cái mâu thuẫn thậm chí là cái xung đột trong thời gian này và những người tuổi dần ấy vốn là những người mà ăn to nói lớn và ít chịu nhượng bộ đâm ra khi mà rơi vào vào, vào cái vòng xoáy này ấy, thì cái mâu thuẫn cũng khó lòng có thể thoát ra được vì thế ngay từ đầu thì các bạn cần phải xác định đấy, đừng có để bản thân rơi vào cái tình huống phức tạp bên cạnh đó trong thời gian này những người tuổi dần cũng cần phải kiểm soát cái cảm xúc thật tốt Đấy, cần phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói à, Cũng như là làm việc một cách là triệt để Để giảm thiểu cái xui xẻo mà mình gặp phải à, bên, bên cạnh đó, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần Trong 3 tháng tới, tháng 7, tháng 9, 8, tháng 9 này à, Có được nhiều cái sự khởi sắc hơn hẳn Có được những cái điều mà các bạn mong muốn Các bạn cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác Và những người tuổi dần cũng cần phải gì À, chủ động hơn trong cái vận trình tài chính tập trung vào công việc không nên à, đứng chân trong chân ngoài kiểu việc gì cũng sẽ nửa vời và cái thu nhập thì cũng sẽ không được tăng làm mấy à, trong thời gian này cái đào hoa nó cũng khá là vượng và cái nhân duyên nó cũng tốt nó thúc đẩy những cái các mối quan hệ xã giao của những người tuổi dần cũng được gì à, gặp được nhiều cái may mắn và những người tuổi dần cũng sẽ kết thân được với những người tài giỏi nhờ thế mà dễ dàng tìm kiếm thấy những cái mối làm ăn tốt gián tiếp giúp tăng thêm thu nhập ngoài luồng cho các bạn à, trong thời gian này thì một vài cái hung tinh nó cũng mang lại những cái điều bất lợi kém sắc cho những người tuổi dần với cái hạng mục đầu tư nó biến động mạnh rủi ro à, như là bất động sản này hay là giao dịch cổ phiếu chứng khoán vân vân đó nói chung ấy may mắn nó luôn ở bên cạnh nhưng mà quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận tránh mà vung tiền quá chán hay là không tìm hiểu kỹ mà cái vận rủi nó vẫn cứ sẽ tìm đến bên cạnh đó cái vận trình tình duyên của những người tuổi dần trong thời gian này nó cũng sẽ được may mắn do được cắt tinh nó chiếu mệnh và các bạn cũng sẽ cảm thấy là có cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất à, gia đình chính là cái động lực để cho những người tuổi dần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa vì vậy mà các bạn hãy gì à, nếu mà có những khúc mắc gì thì quý vị nên tâm sự rõ ràng hơn hoặc là có mệt mỏi trong công việc thì quý vị cũng nói rõ ra nhé bên cạnh đó thì quý vị cũng nên hạ cái tôi của mình xuống, đặt mình vào địa vị của đối phương để mà suy nghĩ, từ đó sẽ khiến cho cuộc sống nó sẽ được thuận lợi hanh thông hơn hẳn. Đó. À, bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để hóa giải những hung tinh, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần quý vị nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch. Và trong 3 tháng tới chúng ta có bốn con giáp được thần may mắn gọi tên. Đó đó là những tuổi sau. Một là tuổi mùi, hai tuổi hợi, ba tuổi mão và bốn là những người tuổi dần. Đó là bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.